Anh ơi, đây em chọn cho anh cặp đôi cau lụa cực kỳ đẹp luôn. Dỡ tung ra. Để xem cái nào lá nó xanh nó đẹp với cả nó dày dăm, dày cái thân như này này. Đấy. Nhận được hàng hài lòng thì lần sau anh lại mua hàng ủng hộ giúp cho em nhá. Cả cây lưỡi hổ nữa. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây cau lụa, cây rất đẹp như này, một cái bụi của nó thì rất là nhiều thân luôn ạ, gọi là không đếm xuể, nhiều 7, 8, 9 thân, thì vui lòng liên hệ thật sớm một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhá. Chiều cao của cây thì cao tùy ạ, như này là nhà mình vận chuyển bưu điện nên là nhà mình chọn cái cây mà nó tương đối thôi, còn các bạn mà thích cây cao ngổng cao tít như kia, cao khoảng tầm vuốt lá 1m7, 1m8 cũng có. Còn đây những cái cây này chỉ lấy khoảng tầm 1m2, 1m3 thôi ạ. Ngoài cau lụa thì nhà mình còn có rất nhiều các loại hàng cây, hàng hoa khác. Ví dụ như kim tiền, phú quý, này, ngọc ngân này. Các bạn có nhu cầu thì alo nhá.